phải trái chưa? Ừ. Mẹ đấy. Con to nè. To không bắt được đâu. Ghê vậy. Wow, wow, wow. Chụp chưa? Chụp đi hiệu. Chụp đi. Wow. Về lựa. Nó sẽ được bắt rồi. Thuê nha. Nhưng mà con này chết rồi. Con này thì bắt được mà. Con này bắt chắc được gì đâu. Nó chạy dây bắt được liền. Con này bé mà. Tại dở ông cho là ít. Wow, con to vậy. Em ơi chạy theo rồi buồn. Chẹp mi lạ bỏ. Mẹ mặt nước lên mặt luôn. Trôi 2 ký đánh mấy giây là lên bờ luôn ấy chứ. Loại này chip hồi. Cây MRT buổi trưa đánh này. Chưa đánh liên tục luôn. Đánh 20 ký. Chiều đánh được có 10 mấy con. Chiều đánh được có 13 con. Ở đâu? Lộ đó à. Chưa đó là câu cây này nè à. Chưa đó mà câu cây 10H thì thôi. 10H thì đâu có cảm giác sướng. Trời ơi. Nhưng mà số lượng cá tăng thêm 30% nữa. Ví dụ như 20 ký thôi, 30% thì 6 ký rồi, thành 20 ký rồi. Nửa mè đó chứ mà đưa vợ vô cái lấy vật liền à? Nhìn con mè. Đánh dây 08 bốc 4 luôn. Bốc cạt, bốc cạt. Biết đợt này có tiền đi thằng Long quán không ta? Long quán đi sướng nha. Dạ. Hình như mùng 1 tháng 6 nha. Mùng này 20 mấy rồi. Mới chạy theo nỗi buồn la 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 la. Nhắc mày nha, đừng đùa tôi nha. À, nói nha. Chú Trường Giang, Trường Giang vô rồi. Rồi, đang nhìn đó. Ý, Trường Giang à. Ai ta. Bé bé đấy. Vào đi. Chỗ
không thích tới giờ. Con này nếu mà bước đầu là cẩu lên luôn còn được. Ngoan. Nói gì nữa. Cá mà ăn nữa. Không phải nghĩ. Đuối tay luôn. Ăn mà không phải nghĩ luôn. Tôi báo phao và xác định là cái loại ký 6-7 lạng đến 2 ký, 3 ký luôn á. Quá vô lý, cái vô lý cái gì. Bóc cá đỏ rồi nhá. Hả? Cá tròn quay luôn. Chắc mấy cái này câu lại tiếp. Giờ phải thả thêm nhiều cá nữa xong rồi xây cắt ngang phát. Là đó cá nó mới chia đều ra. Hay rồi, hay rồi, hay rồi. Hay rồi. To to to. To to. Gì vậy? Ở tầng 8 hay sao á, tầng 8 hay tầng 6 gì á. Câu cá gì mà sướng bằng cá con phi hết. Sao đó? Thật. Nhiều. Ăn theo bầy. Dạ. Cá con phi ở ngoài trên nó toàn ăn giữa hồ không à. Hiếm khi nào câu đụng con phi to lắm. Toàn bé bé đấy. Ủa chứ anh Phúc ra hôm nào á?
chạy đi đâu nữa. Có gì mà kinh vậy? Trường Giang, Trường Giang. Sắp đôi luôn nha. Trường Giang đâu? Thấy chưa? Ừ. Mẹ đấy. Còn lâu nữa chứ. Lâu bám bạn. Anh đi nữa quay. Ô. Cái gì hay ta? Đùng chả bá lửa luôn.